Và đây là 200g giá vốn là 8.000 rưỡi. Đối với hàng mình có thể bán cái phần này là 20.000. Hoặc là nếu quán lớn thì mình có thể bán nhiều hơn cũng được, vì thấy rất là nhiều nên diễn này to. Đây là bàn tay nè. Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Hôm nay thì lớp chúng ta sẽ học bài tiếp theo nha. Chính là món khoai lang phô mai lắc. Và khoai lang phô mai lắc là một trong những món là ăn vặt đường phố rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và món này rất là dễ làm, cũng rất là dễ ăn. Và đặc biệt là ăn hết là ăn một miếng là muốn ăn nhiều miếng, bởi vì nó rất là ngon nha. Và ngoài ra thì nha, chị biết đó, khoai lang thì nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Thành ra là đây là một trong những món ăn vặt mà mình có thể gọi nó là ngon, bổ và rẻ hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món khoai lang phô mai lắc. Thì để làm món khoai lang phô mai lắc thì chúng ta cần các nguyên liệu sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải có là khoai lang. Khoai lang đây là chúng ta mua là khoai lang mọc đủ lớn và mua cũng khoai lang bùi nha. Tiếp theo mà chúng ta cần đó là bột chiên giòn. Mình sẽ sử dụng bột chiên giòn nước lọc. Bột chiên giòn đây có 175g rồi 210ml nước lọc. Ở đây là phô mai lắc thì chúng ta sẽ dùng loại này. Phô mai lắc này chúng ta sẽ dùng loại bơ rosin. Hàng này của nước nào đây thôi? Hàng này là của Malaysia, có giấy công bố an toàn thực phẩm luôn nha. Thì cái màu của phô mai của mình sẽ là màu cam đậm như thế này. Ngoài ra chúng ta sẽ cần có thêm là 20g đường và 3g muối ăn. Ngoài ra chúng ta có cái bếp chiên. Mình có thể dùng các loại bếp điện từ, bếp hồng hoàng, bếp ga đều được. Nhưng mà ở đây thì để tiện dùng nhất thì Nhi đang dùng là bếp điện công nghiệp và dầu ăn. Đó chính là những cái điều phụ mình cần để làm được cái món là khoai lang phô mai lắc. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào các bước thực hiện nha các chị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế khoai nha. Mình sơ chế khoai thì để sơ chế khoai thì lớp chúng mình cần phải có một cái thau nước và mình cho muối vào. Rồi sau khi có nước muối thì mình gọt khoai. Ở đây là mà các bạn thời gian đó mình gọt khoai là mình bỏ đi những cái phần hà, những cái phần xấu của khoai đi. Rồi gọt khoai tới đâu thì chúng ta ngâm vào nước muối tới đó. Sau khi gọt cái khoai xong thì mình cắt, mình vẫn duy trì cái thau nước muối mấy chị nha. Và mình cắt khoai mình cắt cho nó có cái độ dày nha. Độ dày khoảng 1cm đem thì canh khoai này có độ dày 1cm. Đó, mình canh độ dày 1cm. Làm tới đâu thì ngâm nước muối tới đó, nó mình thăm. Đó, cắt khoảng tầm là 0.5 cho tới 1cm nha. Đừng có cắt mỏng quá. Đó, sau khi cắt xong thì mình sẽ rửa sạch. Khi mà rửa thêm thì nhớ làm giống như Nhi nè. Mình sẽ miết này, trà sát vào cái miếng khoai để đảm bảo là những cái mủ khoai á nó sẽ được rửa sạch thì nó sẽ không có bị thâm. Mình để lâu nó không bị thâm nha. Sau khi mà rửa sạch xong thì chúng ta sẽ thu được thành phẩm khoai sạch và nó không bị thâm như thế này nha. Bây giờ bước tiếp theo mình cần sơ chế đó là chính là sơ chế cái bột phô mai. Bột phô mai này mua về thì mình có thể dùng để lắc với khoai lang được luôn. Tuy nhiên là nếu như mà mình trộn thêm đường này muối vào sơ chế chung thì nó sẽ tăng cái độ ngon đậm đà của cái bột mình hơn. Nên thành ra đây mình có công thức là 75 cũng được hoặc là 80g bột phô mai. Chúng ta dùng có 3g muối ăn và 20g đường cắt cắn nha. Mình sẽ dùng máy xay để xay. Trước tiên là đường vào muối mình xay trước cho nó nhuyễn nha. Rồi bây giờ mình sẽ xay nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người. Đó, mấy chị đang xay xong á,
và đường của mình. Nó sẽ rất là nhuyễn, tại vì nó cực kỳ là bền luôn nha. Mình tiếp tục và mình sẽ cho một phô mai vào xay chung. Thì như vậy á, bột phô mai này, đường và muối nó sẽ hòa đều với nhau. Mà nó hòa đều vào nhau ăn mới ngon. Còn nếu trường hợp em chỉ để đường và muối mà nguyên hạt và mình trộn với bột phô mai á, thì nó sẽ không có đều đâu nha, không có đều. Và nhiều khi có chỗ ăn bị ngọt, còn chỗ lại bị nhạt nha. Đây, nó mình siêu siêu mịn luôn đấy chị nha. Gọi là siêu mịn luôn đó nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và thơm nữa. Bây giờ mình sẽ cho lên chén nè. Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là sơ chế cái phần bột chiên giòn. Ở đây là mình có 175g bột chiên giòn. Thì chúng ta sẽ sử dụng với 210ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ cho phần nước lọc vào cái bột chiên giòn của mình. Khuấy đều. Đó, mình thu được một cái tiết bột nó xèn xèn như vậy là tuyệt vời. Bây giờ mình tiếp theo của mình là mình sẽ cho cái phần khoai này nè vào lông bột của mình để nhúng ha. Lửa ở đây á, quan trọng này, biết để mà mình chiên cho nó giòn lâu á, thì cái lửa của mình á, là nếu mà mình cái bếp công nghiệp nó chiên thì chúng ta làm lửa 160 thôi nha, lửa 160 độ C thôi. Rồi, ở đây là nhiệt độ của mình á, đã đạt được 160. Bây giờ mình sẽ cho khoai vào chiên nha. Anh chị sẽ lấy khoai vào chiên nhưng mà đừng có lấy nhiều bột quá nha. Mình chỉ lấy một lớp một bột mỏng xung quanh khoai thôi. Lấy dày bột quá thì nó sẽ bị ướt dầu nha. Còn như ở đây khoai của mình là những cái mà có màu vàng nhạt thế này thì chúng ta lấy ra được rồi. Đó, như cái nải khoai này này, nó cũng đã vàng rồi nè. Đó, mình có đem đi ráo, xong mình đổ ra măng. Và anh chị lưu ý nè, khi mình đổ ra măng rồi ấy, thì mình sẽ không làm cái việc mà người làm mình chồng lên nhau, mình phải để rải ra này, là nó bụi, là nó sẽ được giòn. Bây giờ chị sẽ chia sẻ thêm một cái bí quyết để mà giúp cho anh chị mình khử cái dầu cho nó không bị hôi nha. Ví dụ ở đây là chúng ta chiên khoai, rồi mình chiên khoai nữa thì không sao. Nhưng mà giả sử như là anh chị chiên gà này, chiên cá mà mình lại muốn sử dụng lại cái dầu đó để chiên khoai thì vẫn được. Nhưng mà mình sẽ khử cái mùi tanh của hải sản hay là mình khử cái mùi tanh của thịt đi thì mình chiên khoai mới ngon. Và để khử mùi tanh của dầu đơn giản chúng ta sẽ dùng gừng. Nếu một cái nồi dầu nhiều khoảng tầm là 4-5 lít như thế này thì chúng ta sẽ dùng tầm khoảng một củ gừng to ha. Mình cắt lát mỏng rồi mình thả vô. Đó, mình thả vô và mình nấu cho đến khi nào mà cái gừng á nó khô như thế này nha. Nấu đến khi nào gừng nó khô như thế này là mình sẽ thu được một cái phần nước dầu nó thơm nhẹ nhẹ mùi gừng và nó không còn có mùi hải sản hay là mùi thịt nữa, là chúng ta thu được cái dầu đạt yêu cầu để mà mình sử dụng được cái chiên cái khoai. Nếu trường hợp anh chị chiên khoai mà chiên lâu mà nó bị vụn nhiều nha, nó có mấy cái phần vụn như thế này nè, đó thì mình nên dùng cái vợt, mình vợt sạch những cái phần mà dư này này, phần bột dư này đi, để nó không làm nước mình bị nhăn đen. Bởi vì những cái bột mình này mà nó để lâu á mà nó cháy luôn đó thì nó sẽ làm cái dầu này bị đen. Cho nên thứ nhất là dùng gừng để khử mùi hôi, thứ hai là chúng ta sẽ vớt những cái bột dư đi để đảm bảo là cái dầu của mình nó sạch thì nó sẽ lâu bị đen nha. Bây giờ là chúng ta trưng bày cái phần lên tủ chiên nha. Sau bây giờ có khách vào và yêu cầu mình bán một phần khoai thì bây giờ chúng ta sẽ cân khoảng 200g khoai để cho khoai vào bếp và mình sẽ bắt đầu chiên nha. Rồi, cân đúng 200g khoai, nhiều hơn bỏ luôn. Rồi 200g cho vào bếp.
mình sẽ chiên lên 2-30 giây. Đó, tới 8 giờ. Để chúng ta đổ khoai ra. Và mình để cho khoai của mình được ráo dầu khoảng tầm 30 giây. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ 200g khoai mà mình đã chiên lại được ngay rồi đó. Rồi, mình có 200g khoai. Bây giờ phần bột phô mai nha. Bột phô mai thì mình sẽ dùng từ 10-15g. Đầy cái muỗng này nha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng 2/3 muỗng nâu nha. Đã đều ra. Khi đổ phô mai vào bột nhớ là phải đã đều ra nha. Chứ không đổ thẳng qua luôn thì nó sẽ không đều. Và khi đổ phô mai vào xong thì lưu ý là phải lắc nhẹ. Để lâu là cái sức nóng, cái khoai là phô mai ướt là nó không có đều nữa nha. Đó, anh chị mình lắc ngược nè, lắc sắp đều giống như là sắp bột cua vậy đó nha. Sau đó mình có 200g khoai ra dĩa phục vụ cho khách hàng thân yêu của mình. Như vậy là chúng ta đã xong món khoai lang phô mai lắc nha. Đây là 200g giá vốn là 8.500. Đối với hàng mình có thể bán cái phần khoai này là 2.000. Hoặc là nếu quán lớn thì mình có thể bán nhiều hơn cũng được. Các chị thấy rất là nhiều cái dĩa này to. Đây là bàn tay nè. Dĩa này to gấp 3 lần bàn tay của Nhi. Và con Nhi gần như là đàn dĩa luôn. Còn nếu trường hợp anh chị mình bán cái món này cho học sinh thì chúng ta có thể là chia đôi khẩu phần ra. Và mình bán một nửa như thế này là 10.000. Thì các em của mình sẽ dễ, các em học sinh sẽ dễ mua và dễ ăn hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.